Chào mừng anh em đến với buổi tiệc công nghệ cùng HNA Mobile. Xem nào, đầu tiên chúng ta sẽ điểm sơ qua thiết kế của chiếc hộp nha. Có thể thấy Bova 3 có hộp đựng tương tự như những dòng smartphone khác. Tuy nhiên màu sắc của hộp có phần nổi bật hơn với gam màu xám bạc cực sang chảnh. Phần trên thì mình ấn tượng bởi con số 3 inch chìm, bóng phẩy với hiệu ứng phản quang bạc. Đối với mặt sau của hộp, tại đây chúng ta có thể tham khảo thông số kỹ thuật cũng như là một số tính năng khác. Và không để anh em chờ lâu hơn nữa, unbox liền nào. Ôi chào, bên trong chiếc hộp xinh xắn là rất nhiều phụ kiện xịn sò đi kèm luôn nha. Tờ giấy hướng dẫn, ốp lưng silicon đi kèm theo máy, dây sạc, củ sạc nhanh lên tới 30W. Và ta-da, chủ nhân của buổi tiệc công nghệ ngày hôm nay của chúng ta, Techno Bova 3. Xét về kiểu dáng thì điểm nhấn mạnh mẽ và cũng gây chú ý nhất đó chính là đường thẳng trán gương nằm giữa mặt lưng. Chi tiết này đem lại sự mới lạ, mình cảm thấy một chút cổ điển, chia đôi phần lưng kết hợp cùng một chút hiện đại của ánh trán bạc, thật sự rất thú vị. Về cụm camera sau, Techno đã giảm thiểu tối đa sự rườm rà của khuôn viền, chỉ thiết kế với 3 camera đặt dọc gọn gàng phía bên trái mặt lưng. Mặt trước sẽ là phần màn hình đục lỗ cho không gian hiển thị rộng mở. Với kích thước 6.9 inch, mọi nhu cầu giải trí như xem phim, chơi game, lướt web sẽ cực đã. Kể cả những trải nghiệm gọi FaceTime, hội họp công việc cũng sẽ nâng tầm. Chưa hết, máy còn được hỗ trợ tần số quét 90Hz, đem đến cảm giác trải nghiệm vô cùng mượt mà. Đây là điểm giúp Techno Bova 3 cạnh tranh với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Các cạnh viền của máy được đặt thiết kế thon gọn, bo cong mềm mại, độ mỏng tối ưu, đem đến sự tiện lợi khi cầm nắm. Cạnh phải bố trí nút nguồn, phím tăng giảm âm lượng. Cạnh trái là khe đựng thẻ SIM. Cạnh đáy gồm jack tai nghe 3.5, cổng sạc USB-C và loa ngoài. Phía trên đỉnh là dãy loa phụ. Trong buổi tiệc lần này chúng ta cùng nhau trải nghiệm mở hộp. Hẹn anh em lần tới chúng ta sẽ cùng test hiệu năng khi thực hiện đa tác vụ, chiến game đỉnh cùng nhiều tính năng khác để xem Techno Bova 3 có thật sự tuyệt vời như lời đồn không nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.